Đây là đài truyền hình SPTN Texas. Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả. Và bây giờ, xin kính mời quý khán giả đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA. Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và được rất là được hân hạnh làm việc với giáo sư trong chương trình này. Dạ thưa, kính chào cô Nam Phương. Chúng ta đã làm việc trên đài radio nhiều năm lắm rồi cô Nam Phương ha. Dạ, đây vâng. Là lần đầu tiên SPTN, có thể là lần đầu cho những lần kế tiếp. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì như thường lệ thì câu hỏi đầu tiên thì Nam Phương muốn biết được rằng là không biết là thị trường kinh tế cũng như là trong nước và ngoài nước Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư? Dạ vâng, dạ. Thưa cô Nam Phương cũng biết đó, là gần đây Tổng thống Trump đi công du ở bên Âu Châu. Sau chuyến công du đó thì có những cái tiếng tốt tiếng xấu gì đó, nó lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên cái thị trường stock market nó không thay đổi, nó vẫn ở cái cao điểm rất là cao, nhưng mà cái điều này nó sẽ thay đổi từng tuần, khó biết được lắm, tùy theo cái chính trị của tòa bạch ốc. S&P 500 là ở cái điểm là 2400 mấy chục điểm, tròn trèm đôi chút, lên xuống đôi chút. Dow Jones 30 đó là ở cái điểm là 21.200. Từ xưa tới giờ ít có bao giờ Dow Jones mà lên tới 21.200 thưa cô. Nasdaq là trên 6.300 điểm. Và crude oil giá dầu thô đó là vẫn dưới mức $50 một thùng dầu thô, khoảng 48-49 nó thay đổi đôi chút. Giá vàng nó có vẻ cái thời gian vài tháng trước thì bây giờ hơi cao hơn chút, 1.281. Chung quy cái thị trường stock market của Hoa Kỳ như cô Nam Phương biết nó vẫn vững chắc, nhưng mà không phải chỉ Hoa Kỳ không, mà ở bên Âu Châu cũng vậy. Âu Châu đó sau một cái thời gian rất là gọi là khó khăn thì bây giờ Đức Quốc, Pháp, Ý Đại Lợi, những bao nhiêu xứ đó họ thấy rằng cái productivity, cái stock market nó tốt, cái đồng tiền euro nó cũng vững hơn đôi chút. Ngay cả bên Nam Hàn cũng vậy, những cái productivity nó vẫn tốt, cho nên stock market của Nam Hàn cũng vậy, Hồng Kông cũng vậy, và nhất là ở bên Nhật Bản, là tại vì cái đồng tiền đô la đó so với tiền yên của Nhật Bản nó cao, thành ra nó giúp cho cái mức xuất cảng của Nhật Bản nó lên, điều đó nó đẩy cái stock market nó lên. Đó là chung quy, có nghĩa là toàn cầu chứ không phải Hoa Kỳ không thưa cô. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì như giáo sư cũng như quý khán giả đã được biết được rằng là Tổng thống Trump vừa sa thải giám đốc FBI thì đã bị Quốc hội lên án rất là mạnh mẽ. Thì xin giáo sư có thể cho Nam Phương cũng như quý khán giả biết được rằng là sự phân chia của quyền lực trong cái chính phủ liên bang Hoa Kỳ như thế nào ạ? Dạ vâng, dạ. Thưa Hoa Kỳ, thưa cô Nam Phương, đây là một đề tài nó khá lý thú. Mình cứ nghĩ là Hoa Kỳ thì nó cũng giống như những xứ Tây Phương, hay là giống như bên Việt Nam. Việt Nam thì càng gọi là khác rất nhiều, nhưng mà ngay cả những xứ bên Tây Phương đó, bên Pháp, bên Âu Châu, bên Đức này nọ, cái hệ thống của Hoa Kỳ nó khác nhiều lắm. Đó là cái điểm son của nền dân chủ Hoa Kỳ là như thế này. Như ở bên Pháp họ gọi là tổng thống, rồi sau đó là tổng trưởng, có phải không ạ? Tổng trưởng thì nó gọi là minister. Yeah. Minister là tổng trưởng phải không? Dạ vâng. Cái chức vụ bộ trưởng hay tổng trưởng của những quốc gia như Việt Nam hay Pháp đó thì có cái quyền hành rất là trực tiếp mà nhận lệnh từ tổng thống, nó khác. Còn bên đây đó nó cái vị trí nó khác, là khi tổng thống bổ nhiệm secretary thì cái tương đương không có danh từ nào khác, mình vẫn gọi là tổng trưởng hay bộ trưởng. Nhưng mà cái còn quyền hành họ rất là biệt lập. Ví dụ như FBI là dưới quyền của Bộ Tư pháp, Justice Department, đó là Bộ trưởng, Tổng trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng mà cái Director FBI họ làm việc hoàn toàn biệt lập. Họ có quyền gọi là Tổng thống mà phạm luật, họ có quyền điều tra và họ đi thẳng đến Quốc hội. Đó là cái điểm son của cái tổ chức của Hoa Kỳ. Đó. Ví dụ như tổng thống bổ nhiệm một director of FBI, cái sự bổ nhiệm này nó có giá trị 10 năm. Có nghĩa là qua bao nhiêu đời tổng thống, hai nhiệm kỳ tổng thống chỉ có 8 năm thôi, nó có thể nếu mà tiếp tục, nhưng mà tổng thống có quyền thay đổi 4 năm một lần.
không thay đổi cái người FBI director bất cứ lúc nào. Điều đó ông Trump đã làm. Mà trước đó là do ông Obama bổ nhiệm. Đó. Thành ra họ nói đây là cái lạm dụng quyền lực, là tại vì ông Comey, như quý vị biết đó, là đã tham gia vào cái cuộc bầu cử của bà, điều tra vụ bà Clinton về cái email. Bây giờ ông nói ông sẽ đang điều tra cái chính phủ của Trump, và ngay cả cái ủy ban bầu cử của Trump về vấn đề gọi là có thể cấu kết với Nga Show, thì ông Trump đã sa thải ông. Đó, thành ra nó làm chấn động. Nhưng mà khi sa thải đó, thì cái người tổng trưởng Bộ Tư pháp là người sếp của ông FBI đó lại có dính líu vào vụ Russia, cho ông nói rằng ông không tham gia và ông rút ra và để người thứ trưởng nắm quyền. Thì người thứ trưởng đó sau khi sa thải, quốc hội phản đối mạnh á, người thứ trưởng họ hoàn toàn biệt lập, họ cũng không report vô tổng trưởng, tại vì ông tổng trưởng nói rằng ông rút ra về vấn đề này. Người thứ trưởng đó đã bổ nhiệm một người gọi là special counsel, có nghĩa là một giám sát về luật pháp, có quyền điều tra và điều tra trực tiếp đến tổng thống và ngay cả tổng trưởng nữa. Và điều đó nó làm cho ông Trump ngạc nhiên. Khi ông bổ nhiệm nó không báo trước cho tổng thống biết, mà cũng không báo trước cho tổng trưởng biết. Đó là cái cách mà khi họ làm như vậy đó, là họ đi thẳng đến quốc hội. Đó là cái điểm son, cái biệt lập của từng cái quyền, thật sự cái quyền lực ở tòa Bạch Ốc đó không nhất thiết ở tổng trưởng hay bộ trưởng, mà những người director. Chuyển sang một câu hỏi khác, thì cái cuộc hội nghị G7 vừa rồi thì có sự bất bình của các nhóm lãnh đạo châu Âu và tổng thống Trump, thì những cái điểm gì mà tại sao tổng thống Trump lại rút ra cái khế ước bảo vệ môi trường toàn cầu và không tham gia bảo vệ môi trường toàn cầu, thưa giáo sư? Dạ vâng, dạ. Thì đó là một cái đề tài mà nó làm xôn xao cả thế giới và nhất là báo chí bên Hoa Kỳ. Cái Paris Accord đó là một cái ước bên Pháp, lấy cái tên là tại vì họ gặp nhau bên Pháp thôi. Mà như cô Nam Phương nói đó, đó là một cái khế ước mà là cái điểm son của Tổng thống Obama, cái thời ông Obama đã đạt được, là kêu tất cả quốc gia trên thế giới chỉ trừ hai quốc gia nhỏ thôi, họ đều ký vào, họ nói là phải bớt đi cái gọi là cái khí thải về carbon dioxide ra ngoài không khí, là tại cái carbon dioxide cho những cái công khi phát ra từ những công ty về hành mỏ hay là những công ty về dầu hỏa đó, nó làm ô nhiễm cái bầu khí quyển và cái ozone layer, nó tạo cho cái khí hậu nó trở thành rất là gay gắt, nó thay đổi như là tsunami hay là hurricane hay là những cái tornado, nó rất là mạnh dạn. Mình thấy cái ảnh hưởng là bên Philippines, Thái Lan kỳ rồi bị rất là nhiều, cái môi trường nó thay đổi rất nhiều. Điều đó khoa học chứng minh, có một số người họ đồng ý nhưng mà khó mà có thể không đồng ý điều đó. Mà hai cái quốc gia đó mà gọi là vi phạm cái khí thải nhiều nhất đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, là tại vì hai xứ sức quốc gia đó là hai cái quốc gia sản xuất mạnh nhất. Sở dĩ ông Trump rút ra đó là tại vì ông muốn giữ theo cái lời hứa khi ông gọi ứng cử, và bây giờ ông làm mà hai cái kiến, quý vị, hai cái kỹ nghệ mà ảnh được ảnh hưởng lợi nhất đó là kỹ nghệ dầu hỏa và kỹ nghệ than đá. Hai kỹ nghệ đó sẽ ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, mặc dầu chính phủ liên bang nó có thể rút ra, nhưng mà cái cách thi hành đó là ở địa phương của tiểu bang, thì hiện giờ những tiểu bang bên Hoa Kỳ họ nói rằng họ vẫn không thay đổi, có nghĩa là luật lệ bắt không ô nhiễm thành phố của họ họ vẫn giữ. Và như quý vị biết đó, những cái công ty của Hoa Kỳ đâu phải chỉ ở Hoa Kỳ không, nó cùng ở trên thế giới hết, là miễn làm sao đó những quốc gia ở Âu Châu hay những cái quốc gia khác họ vẫn theo dõi đó, thì tất nhiên là họ vẫn làm việc như nhau, là tại vì cái technology đã invest mấy chục năm nay rồi. Trung Quốc dĩ nhiên là họ mừng lắm cô Nam Phương, là tại vì họ chẳng kể vì môi trường họ gì hết, họ Hoa Kỳ rút ra là họ gọi là thao túng, không muốn làm gì làm. Đó là cái điểm ông Trump là như vậy. Vậy không biết rằng là liệu Trung Quốc và châu Âu có thể nắm cái vai trò lãnh đạo thay thế Hoa Kỳ trong cái việc mà kiểm soát khí hậu của toàn cầu không vậy, thưa giáo sư? Dạ, Trung Quốc thì chắc chắn là không rồi cô Nam Phương, họ là cái người vi phạm nhiều. Nhưng mà chắc chắn Trung Quốc họ gian manh lắm, họ luôn luôn họ sẽ nói chúng tôi sẽ thay thế Hoa Kỳ để lãnh đạo, nhưng mà mặt sau họ muốn làm gì họ làm. Đó. Nhưng mà châu Âu thì họ sẽ tiếp tục, tại vì châu Âu cái đường lối suy nghĩ và cách hành động họ lâu dài lắm, chứ không phải gọi là thiển cận như Hoa Kỳ.
họ chắc chắn là họ sẽ tiếp tục và họ lên án Hoa Kỳ rất mạnh là không có trách nhiệm về môi trường. Tuy nhiên một cái đụng độ mạnh nữa là của ông Trump đối với bà bên Đức Quốc, là ông tấn công bà Merkel và Đức Quốc đó rất mạnh hai điểm, mà không phải Đức không và Âu Châu nữa, nói rằng Âu Châu đó không lấy trách nhiệm về quốc phòng, không đóng một cái phần ngân phí cho đủ cho NATO, cho NATO để mà quốc phòng để bảo vệ quốc phòng bên Âu Châu. Sự thật điều đó đúng. Và thứ gì nữa, ông nói rằng Đức Quốc sản xuất BMW, Mercedes, Audi bên Hoa Kỳ và bán nhiều quá, mà Mỹ không bán bên đó đầy đủ, cái trade imbalance, ông tấn công cái điều đó. Thì hai điều đó thật sự ra ông nói điều đúng hết á, nhưng mà cái thời điểm ông đưa cái thông điệp ra nó không đúng. Cho nên nhất là trong cái vị thế về chính trị của ông ở tại quốc nội đang yếu, vì cái vụ bầu cử Nga Xô, rồi ông đi công du lại tấn công Âu Châu khi mình qua đất của họ. Cái cách ông đưa nó, thông điệp nó không đúng, mặc dầu cái mục đích ông làm thì tôi nghĩ là tốt. Giáo sư vừa nói là Tổng thống Trump đã đụng độ với lại Thủ tướng Đức, thì không biết là những cái điểm nào có lợi hoặc có hại cho cái cho Hoa Kỳ, thưa giáo sư? Dạ, thứ hai điều mà hiện giờ Thủ tướng của Đức và ông Trump đó gọi là rất là căng thẳng với nhau, hoặc là tại vì bà Merkel sắp sửa bầu cử, thành ra bà phải lấy cái vị trí là bà mạnh chống ông Trump. Ông Trump đưa ra hai điều thật sự ra rất là đúng, nhưng mà cái cách ông nói và nói trong cái thời điểm nó không đúng thôi. Đó là thứ nhất là ông nói rằng phải bỏ vào quốc phòng nhiều để chi, để Hoa Kỳ bớt bỏ tiền về NATO, bỏ tiền không bị thiếu hụt ngân sách, và số tiền đó thay vì vậy đầu tư vào những cái kỹ nghệ mà nó bành trướng kinh tế, nó tốt cho Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là ông nói là cái trade imbalance giữa Đức và Hoa Kỳ nó không công bằng. Một bên bán cho bên kia mà bên kia bán lại không được thì cái không công bằng. Nhưng mà cái ví dụ ông đưa ra lại sai. Ông nói rằng Đức Quốc sản xuất BMW và Mercedes ở tại Hoa Kỳ nhiều, bán nhiều thay vì vậy đó thì bỏ tiền đó vào quốc phòng, cái đó sai. Là tại sao? Mình muốn họ sản xuất ở tại Mỹ, họ muốn họ mở xí nghiệp ở tại Mỹ để chi, để tạo công an việc làm, thì nó kích thích nền kinh tế. Nếu họ sản xuất ở tại Đức mà họ gửi qua để họ nhập cảng qua đây thì cái điều đó mình chống, nhưng mà cái ví dụ ông đưa ra nó sai là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển sang một câu hỏi khác, thì được biết rằng là mùa hè sắp tới, yeah. Thì Nam Phương được biết rằng là Quốc hội thì chuẩn bị nghỉ hè trong 2 tuần nữa, yeah. Thì không biết rằng là liệu cái đạo luật mà y tế và cái đạo luật mà thay đổi về thuế vụ đó, thưa giáo sư, thì không biết rằng là có thông qua trước khi mà Quốc hội được nghỉ hè hay không, thưa giáo sư? Dạ, yeah. Thưa cô Nam Phương, Quốc hội sắp sửa nghỉ hè chỉ còn có 2-3 tuần nữa thôi, không có nhiều, không còn bao nhiêu nữa. Mà cái đạo luật y tế đó, như các Nam Phương biết đó, đã được thông qua Hạ viện rồi. Mà muốn thông qua Thượng viện đó thì nó còn gay go lắm, phải thay đổi nhiều lắm. Chắc chắn sẽ thông qua, cái điều đó chắc chắn là sẽ thông qua, nhưng mà phải thay đổi nhiều. 2 tuần tôi chỉ sợ không kịp. Cái thứ gì nữa là cái budget ông đưa vào, cái budget đó để giảm Medicaid, giảm những chương trình gọi là food cho người nghèo, những chương trình đó nó rất là mạo dạn, mặc dầu nó rất là có trách nhiệm là bằng cách là nó balance cái budget đường dài. Điều đó phải thay đổi nhiều. Tôi không hy vọng là 2 điều đó làm kịp, chỉ trừ khi nào Thượng viện đổi cách họ bỏ phiếu. Hiện giờ là phải trên 60 phiếu thì mới thông qua. Bây giờ nếu mà ông Trump đề nghị là thay đổi chỉ 51 phiếu thôi, nếu thay đổi được thì có thể thông qua kịp trước cái khi bị nghỉ hè. Còn cái đạo luật thay đổi thuế vụ thì hiện giờ họ đang bàn cãi, họ chưa đưa vào quốc hội nữa. Cái hy vọng gần như không có, thưa con. Dạ vâng, không biết rằng là tại sao mà chính phủ Trump và đảng Cộng hòa thì đòi cắt giảm funding cho cái Medicaid cho cái trong những năm tới, thưa giáo sư? Dạ, cái đề tài này nó hơi khá dài, nhưng mà tôi xin tóm tắt là như thế này. Trong những cái chương trình mà chính phủ liên bang mà nó gọi là tốn tiền nhiều nhất đó, dạ vâng, thứ nhất là quốc phòng, thứ gì là Medicare và Social Security, 3 điều này đó ông Trump không đụng tới. Mà chẳng những không đụng tới mà ông lại gia tăng quốc phòng nữa. Thì cái cách duy nhất là giảm đi cái chi phí hay là cái quỹ của quốc gia đó, của liên bang, là Medicaid thôi. Đó là cái program mà nó gọi là đó, một hình thức bảo hiểm mà chính phủ liên bang trợ giúp tiểu bang để bảo hiểm cho 70 triệu người nghèo. Thành ra điều đó họ cắt giảm để họ có cái ngân quỹ là như vậy, thưa cô.
Rất cảm ơn giáo sư với những thông tin hữu ích trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Nam Phương xin được tạm dừng chương trình tại đây và xin được hẹn gặp lại giáo sư trong chương trình kỳ tới. Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Nam Phương và dạ, xin kính hẹn tái ngộ vào kỳ tới ạ. Dạ, kính chào.